Sân nhà chính thức của PSIS Semarang là Jatadili đang được cải tạo. Nằm ở thành phố Semarang, tỉnh Trung Java, sân vận động được xây dựng năm 1991. Từ năm 2016 đến 2020, sân vận động này được cải tạo với kinh phí 1,1 nghìn tỷ rupiah. Sức chứa của sân vận động Jatadili là 18.000 chỗ ngồi. Dự án cải tạo sân vận động này bắt đầu từ tháng 2 năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2024.